Xin chào các bạn, mình là Khánh Tường. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với Đi Đu Đi Đâu số đặc biệt. Ngày hôm nay thì Khánh Tường sẽ dẫn các bạn đi khắp các cung đường của thành phố Hồ Chí Minh. Và số đặc biệt của chúng ta có tên gọi là Những Con Đường Xuân. Và đó là những con đường nào thì bây giờ Khánh Tường mời các bạn hãy cùng với Khánh Tường đi khám phá và đi du xuân nha. Nhưng mà nói là đi du xuân mà mặc bộ đồ này thì không hợp lý cho lắm. Cho nên bây giờ chắc Khánh Tường sẽ thay một bộ đồ khác phù hợp hơn. Chờ Khánh Tường chút xíu nha. Tên, các bạn thấy là bộ trang phục của Khánh Tường đã phù hợp hơn chưa? Bây giờ thì Khánh Tường đã sẵn sàng để đi du xuân cùng với tất cả các bạn trong số đặc biệt của Đi Đu Đi Đâu ngày hôm nay rồi. Mời các bạn cùng với Khánh Tường đi du xuân nha. Đi thôi. Xin chào các bạn, bây giờ thì Khánh Tường đang có mặt tại nhà văn hóa thanh niên ở số 4 Phạm Ngọc Thạch. Hồi lúc những số phát sóng trước thì chúng ta cũng đã có tới đây một lần rồi trong ngày hội Street Food Weekend. Và ngày hôm nay khi mà quay trở lại nhà văn hóa thanh niên thì chúng ta thấy là đã khoác lên một chiếc áo mới, một diện mạo mới rất nhiều màu sắc. Tại lễ hội Tết Việt Canh Tý 2020 tại nhà văn hóa thanh niên thì theo Khánh Tường được biết sẽ có rất là nhiều hoạt động khác nhau. Có phố ông đồ cho chữ nè, rồi có 4 làng nghề truyền thống của Việt Nam mình. Nhưng mà ngay cổng chính luôn thì đập vào mắt Khánh Tường ngay đầu tiên đó chính là rất là nhiều những gian hàng nơi có những ông đồ ngồi đó để cho chữ. Thì bây giờ mình sẽ tới đó để khám phá và check in trước các bạn ha. Đi thôi. Ông đồ thì rất là nhiều, nhưng mà trong những ngày này thì chúng ta cũng phải chịu khó một tí xíu, là tại vì có rất là nhiều người cũng tới đây chụp hình giống như chúng ta, nên nhiều khi mình phải đợi một tí xíu nha các bạn. Mỗi một cái gian hàng như vậy thì vừa là không gian để chúng ta có thể tới để xin chữ, cũng là không gian để chúng ta có thể vào để chụp ảnh được luôn. Nói chung là được hỗ trợ rất là nhiệt tình. Rồi các bạn ơi, bây giờ Khánh Tường đang đứng ở một gian hàng mà phía bên kia thì cũng có ông đồ viết chữ. Bên đây là những thành phẩm của ông đồ đây. Nhưng mà các bạn phải lưu ý một điều nha, là khi mà chúng ta đến đây chụp hình thì chúng ta không được chạm vào những vật dụng này. Nếu mà muốn chạm thì bây giờ mình sẽ mua một cái để sở hữu là của mình, thì mình có thể cầm lấy luôn. Đó, bây giờ Khánh Tường sẽ chụp ở đây một tấm hình. Các bạn ơi, có một điều mà chúng ta cần phải rất là lưu ý và tinh tế khi mà đi vào phố ông đồ. Đấy, đó chính là dù đi chỗ nào chúng ta cũng có thể lọt vào khung hình của người khác. Đó, cho nên các bạn cũng phải rất là tinh ý để chúng ta có thể vừa đi có hình đẹp mà không vừa không làm phiền người khác nữa. Bây giờ thì giống như Khánh Tường đã nói, mình sẽ tiến vào khu vực có mô phỏng những làng nghề truyền thống của Việt Nam mình nha. Không biết là các bạn có còn nhớ không gian của ngày hội Street Food Weekend mà hôm trước chúng ta đã quay trở lại hay không? Còn Khánh Tường thì Khánh Tường không còn nhận ra nữa rồi, tại vì đây là một nguyên một không gian vàng khè luôn. Đó là mai, một rừng mai được nhà văn hóa thanh niên đã dựng lên rất là xinh đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến sâu hơn vào sân 4A của nhà văn hóa thanh niên các bạn nha. Rồi, các bạn thấy là ngay cổng chính khi mà bước vào đó chính là một cây mai mà cái này Khánh Tường tạm gọi là cây mai cổ thụ ha, tại vì nó quá bự. Không biết là nó cao bao nhiêu mét nữa, mà chắc khoảng 5, 6, 7, 8, 9, 10 Khánh Tường gì đó trồng lên lại thì sẽ bằng cây mai rực rỡ luôn. Chúng ta có thể chụp hình ở đây nha các bạn. Theo Khánh Tường được biết thì đây là một trong những cái mô hình mà chỉ có năm nay mới bắt đầu có. Tại vì những năm trước thì mai cũng rất là nhiều, nhưng mà được ở khu vực bên phố ông đồ thôi. Còn trong sân 4A thì rất là ít. Nhưng mà năm nay là sẽ có nguyên một cái rừng hoa này, là năm đầu tiên Khánh Tường thấy có tại nhà văn hóa thanh niên. Cho nên hôm nay là chúng ta sẽ chụp khoảng 15-20 tấm gì đó ở đây nha các bạn. Khi mà Khánh Tường đi ở trong này thì mình còn nhìn thấy được khoảng trống ở phía trên. Có nhìn thấy được bầu trời, nhưng mà khi mà lên hình thì giống như là hoa mai ngập trời luôn. Khánh Tường thấy là ở dưới mỗi một cái gốc mai sẽ có những cái bao lúa, chắc là tượng trưng cho mùa màng bội thu đó các bạn. Bây giờ mình sẽ qua đó mình khám phá thử ha. Cái này chắc là một hình ảnh chúng ta cũng rất là quen khi hôm trước chúng ta quay trở lại đây đúng không? Nhưng mà hôm nay nó được trang trí theo một kiểu rất là khác. Nói đến Tết thì không thể nào nói không thể nào không nhắc đến mùa màng bội thu, nên chúng ta cũng có thể chụp hình ở đây được. Khánh Tường nghĩ là như vậy.
À, các bạn ơi, nãy giờ thì Khánh Tường cũng đã có được khá khá những tấm ảnh đẹp tại rừng hoa ở đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải tạm biệt rừng hoa, mình sẽ qua khu vực bên kia. Đó là khu vực 4 làng nghề truyền thống của Việt Nam. Từ đây nhìn qua thôi là đã cảm thấy rất là thích rồi. Và theo Khánh Tường được biết thì có là làng gốm nè, làng mây, làng hương và làng lụa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ khám phá từng ngôi làng một. Các bạn thấy đây là khu vực cổng làng. Đây. Và đáng lẽ đúng là muốn vào làng thì mình phải đi cổng làng đúng không? Nhưng mà Khánh Tường thấy có vẻ nãy giờ Khánh Tường đứng khoảng 15 phút rồi. Nhưng mà cổng làng hôm nay đã trở thành một cái studio các bạn ạ. Cho nên mình sẽ chọn một cái cổng khác đi ha, để ít người hơn các bạn ha. Ngay khu vực cổng làng thì khi vừa mới bước vào luôn là khu vực của làng gốm. Đây, các bạn thấy có rất là nhiều những món đồ được làm bằng gốm, chén dĩa và nồi. Hôm nay thì làng gốm của chúng ta có rất là nhiều khách đến thăm, mà khách nào cũng xinh đẹp hết các bạn ạ. Và nãy giờ thì bạn đã có được khoảng bao nhiêu ảnh đẹp rồi? Ở đây thì có phố Ông Đồ, rồi có rừng mai, rồi có làng nghề nữa, thì bạn thấy là chỗ nào mà bạn thích nhất? Ở khu vực này mình thấy là ở khu vực cái cây mai, tại cái hàng mai mình rất là sáng. Hay là khu vực Ông Đồ nữa, thì quanh đó là mình rất là thích luôn, tại vì mình rất là thích chụp ảnh. Dạ. Rồi, chúc bạn Thi năm mới vui vẻ, luôn luôn xinh đẹp như thế này nha. Rồi bây giờ xin chúc bạn là sẽ có được nhiều ảnh đẹp trong ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Kế bên làng gốm là làng hương. Chưa bao giờ Khánh Tường cảm thấy hai cái làng nó gần nhau đến như vậy. Ở làng hương á thì có một cây cầu mô phỏng để chúng ta có thể đứng lên đó chụp ảnh. Có một cái điều đặc biệt khi mà đến với không gian ở đây là các bạn phải đi du xuân trong một cái tâm thế rất là bình tĩnh. Tại vì rất là đông người luôn nha các bạn. Giống như Khánh Tường nói á, là mình đôi khi cũng sẽ bước vào ống kính của người khác, nên là vui vẻ không vào nha. Bây giờ mình sẽ tạm biệt làng hương, đến với làng lụa. Ngày hôm nay Khánh Tường chọn một bộ áo dài màu trắng thì cũng có lý do. Tại vì ở trong này quá nhiều màu sắc đi, thì mình phải không màu, đó thì mình mới có thể nổi bật lên được. Bây giờ Khánh Tường tin là Khánh Tường vào đây Khánh Tường sẽ nổi bừng bật luôn. Đây, ở đây là chúng ta đã có được một góc chụp hình rất là đẹp rồi. Các bạn thân mến, sau 30 phút đấu tranh thì Khánh Tường đang ngồi được vào vị trí này. Đây có rất là nhiều thành phẩm. Hình như ở đây là có giá bán luôn nha các bạn. Mình có muốn mua thì có thể mua được luôn. Đây, cái này là 50.000. Được kết dính rồi mua thì chắc là liên hệ ban tổ chức ra bán chứ giờ không lấy được. Bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt làng lụa để chúng ta sang một cái làng tiếp theo cũng sát bên tách nhà luôn. Đó chính là làng mây. Đây. Đúng với cái tên gọi là làng mây. Ở đây có rất là nhiều vật dụng được làm bằng mây, đang bằng mây. Bạn ơi, nãy giờ thì chúng ta đã được đi du xuân ở trong không gian của nhà văn hóa thanh niên. Có phố Ông Đồ nè, có rừng mai, rồi có khu làng nghề truyền thống nữa. Và Khánh Tường cũng đã có rất là nhiều ảnh đẹp rồi. Và bây giờ thì Khánh Tường đang đứng ở trên khu vực sân khấu lớn của sân 4A nhà văn hóa thanh niên. Sau lưng Khánh Tường là nguyên một cái không gian mà tất cả chúng ta đã đi qua từ nãy đến giờ. Đấy. Và theo thông tin Khánh Tường được biết á, thì ở nhà văn hóa thanh niên vào trong chuỗi chương trình của lễ hội Tết Việt Canh Tý 2020 cũng sẽ có những chương trình văn nghệ được diễn ra vào buổi tối. Nên là nếu như mà các bạn có nhu cầu được thưởng thức văn nghệ thì chúng ta cũng có thể đến đây. Sau nhiều năm đến nhà văn hóa thanh niên thì Khánh Tường thấy là sân khấu này to dần ra hàng năm luôn. Cho là chương trình quy mô chắc là cũng sẽ được mở rộng ra rất là nhiều, nên các bạn có thể tới đây vào mỗi buổi tối nha. Còn bây giờ thì Khánh Tường xin mời các bạn sẽ cùng với Khánh Tường chúng ta đi khám phá một cung đường xuân khác nữa cũng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng đi thôi nào.
Xin chào tất cả các bạn, Khánh Tường đang có mặt tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng giống như là nhiều nơi khác tại thành phố thì Cung Văn hóa Lao động cũng có tổ chức phố ông đồ. Đây, cho nên là Khánh Tường muốn dẫn tất cả các bạn tới đây để chúng ta khám phá xem phố ông đồ ở Cung Văn hóa Lao động có gì khác so với những phố ông đồ khác. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến thẳng vào phố ông đồ của Cung Văn hóa Lao động nha. Về số lượng gian hàng thì Khánh Tường thấy là cũng rất là nhiều, nhưng mà có vẻ là mới hơn so với bên nhà văn hóa thanh niên, cho nên ở đây thì ít người hơn. Vẫn có nhưng mà ít hơn hay, cho nên là chúng ta có thể đi thông thoáng hơn. Khánh Tường thấy đa số ở đây thì bên cạnh những chiếc liễn được viết sẵn có chữ Phúc Lộc Thọ nè, thì còn có những chiếc liễn mà chúng ta có thể viết chữ theo yêu cầu nữa. Chúng ta muốn viết chữ tặng cho gia đình, người thân của mình, cha mẹ hay là Phúc gì đó, chúng ta có thể đặt để viết ngay tại chỗ luôn. Khánh Tường đang đứng ở trước một gian hàng có ông đồ đang viết chữ luôn. Mình sẽ vào bên trong khám phá xíu ha. Các bạn ơi, bây giờ thì Khánh Tường mới vừa bắt cóc được một ông đồ. Nói là ông đồ thôi nhưng mà anh còn rất là trẻ. Đó, bây giờ thì mình sẽ hơi tạm gọi là anh đồ ha. Rồi, dạ em chào anh đồ. Hôm nay thì em muốn phỏng vấn anh một vài câu. Không biết là mình thường thì mình sẽ viết trên những chất liệu nào anh? Năm nay thì có khá là nhiều cái chất liệu, ví dụ như là bao lì xì hay là quạt và vải. Yeah. Hay là những cái tấm để mình treo cây mai cây đào. Yeah. Hoặc là dạng như điển giấy, rồi miếng bo lụa, rồi tranh đóng khung. Nó rất là nhiều chất liệu, rồi một số gian hàng khác thì nó có cả gỗ nữa. Yeah. Cái này thì nếu mà một cái bao lì xì như thế này mà viết theo yêu cầu á thì bao nhiêu anh? Thì giá một bao lì xì là 10.000 đồng một cái. Dạ, là mình sẽ viết chữ theo yêu cầu của khách. Đúng luôn. Rồi. Với một cái bao lì xì như thế này bạn muốn viết chữ gì cũng được hết, và với giá là chỉ có 10.000 đồng thôi. Năm nay là năm thứ mấy mà anh tham gia tại phố ông đồ? Năm nay là năm đầu tiên mình tham gia tại phố ông đồ của Cung Văn Lao Động. Dạ, thì hổm rài mình mở được bao nhiêu ngày rồi anh? Mình khai mạc hôm qua. Thì hôm nay là ngày thứ hai. Thì sau 2 ngày như vậy thì anh thấy cái lượng khách đến như thế nào khoảng rài? Thì hiện nay thì lượng khách cũng chưa đông. Tại vì người dân mình thì vẫn còn phải đi làm. Rồi học sinh thì cũng vẫn phải đi học. Chưa có đông, thì thường là buổi chiều, buổi tối thì khách thì sẽ được nhiều một chút. Thường thì khoảng những ngày cuối, khoảng tầm 25 Tết cho đến 29 Tết thì sẽ đông. Ở đây thì mỗi một ngày như vậy là mình mở cửa từ mấy giờ và mình đóng cửa lúc mấy giờ anh? Thường là 7:30 sẽ mở cửa và 10:30 sẽ đóng cửa. Em thấy là ở những cái gian hàng của mình ở đây thì khách người ta tới chụp hình rất là nhiều, thì mình có phải là tức là khách phải tới mua hàng thì mình mới được chụp hình không, hay là sẽ thoải mái luôn anh? Không, thì khách cứ thoải mái chụp hình thôi, tại vì thực ra cái Tết truyền thống của mình mà. Thì người dân thì cũng rất là thích đi những phố ông đồ chụp hình. Thì mình có làm những cái tiểu cảnh ở phía trước cho người dân khách tham quan họ thoải mái chụp hình. Dạ rồi, em cảm ơn anh đồ rất là nhiều. Chúc anh là năm nay thì phố ông đồ của mình sẽ có thật là nhiều khách đến thăm và đặt mua chữ. Dạ rồi, bây giờ thì em chúc anh là năm mới vui vẻ nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn. Sau khi mà trò chuyện với anh đồ thì Khánh Tường cũng đã xin được chữ rồi đây. Đây là một cái đồ trang trí mà mình có thể treo ở trên cây mai hoặc là bất kỳ đâu mà mình muốn. Hôm nay là chữ tài, tài năng nên sự nghiệp. Đây, hy vọng năm 2020 là sẽ thành nên sự nghiệp nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá phố ông đồ ở Cung Văn hóa Lao động để xem là, mà theo Khánh Tường được biết thì nguyên một đoạn đường dài này luôn đều là phố ông đồ, và người ta còn hay gọi là con đường thư pháp, đúng rồi, con đường thư pháp. Thì mình sẽ đi thử coi là nó có khác gì ở những con phố khác hay không các bạn ha. Ở đây không chỉ có những nơi cho chữ thư pháp mà còn có những bức tranh được vẽ sẵn ra rồi. Đây, những bức tranh trang trí ở trong gia đình của mình. Còn có những gian hàng bán cái này là những vật trang trí bằng đá. Xin chào các bạn. Bây giờ là ngay tại chỗ này luôn, Khánh Tường có một cái địa điểm check in. Đây, lần đầu tiên thấy có một chú lân thực thụ.
mình có thể chụp hình check-in tại đây nha các bạn. Và hồi nãy giờ thì cũng có rất là nhiều tấm ảnh rồi tại các địa điểm, các gian hàng của phố Ông Đồ. Bây giờ thì chúng ta sẽ chụp tại đây. Bên cạnh chú Lân là còn có hai chú chuột rất là dễ thương. Năm nay là năm Canh Tý. À, thì Khánh Tường thấy hôm nay là hai chú chuột này rất là dễ thương. Đó, cho nên Khánh Tường sẽ chọn chụp hình ở đây. À, tiếp nối phố Ông Đồ thì chúng ta thấy là cũng có một cái khu vực bán đồ handmade và những vật dụng trang trí. Nếu lúc nãy là chữ viết trên đá, bây giờ là chữ viết ở trên gỗ. Cái này chắc là các bạn cũng quen thuộc rồi đúng không? Thêm một chất liệu nữa, tranh vẽ tay hoặc là viết thư pháp trên gốm sứ. Có thể nói là đến phố Ông Đồ, đến con đường thư pháp thì chữ thì chúng ta có thể xin được, nhưng mà viết ở trên rất là nhiều chất liệu khác nhau. Chúng ta có thể lựa chọn thỏa thích luôn. À, tùy theo sở thích của mình muốn ở trong nhà mình trưng đá hay là mình trưng gỗ hay là mình trưng giấy. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã đi dạo một vòng phố Ông Đồ tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra thì nói về phố Ông Đồ á, khi mà mình nhìn sơ qua thì mình nói là phố Ông Đồ nào cũng giống như phố Ông Đồ nào thôi, nhưng mà Khánh Tường thấy cũng có những điểm khác biệt. Thứ nhất á, là do ở đây chỉ chuyên về phố Ông Đồ thôi và không có quá nhiều cái khung cảnh để chụp hình, cho nên là cái lượng khách tới đây vào buổi sáng thì nó cũng ít hơn, cho nên là chúng ta cũng sẽ thông thả hơn và chúng ta có thể đến khám phá từng gian hàng một rồi là kỹ lưỡng luôn. À, bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt phố Ông Đồ tại Cung Văn hóa Lao động để đến với một địa điểm khác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Ta-da, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta đã được đi du xuân ở trên rất là nhiều những cái con đường hoa đúng không? Nãy giờ thì chắc là các bạn cũng đã mệt rồi, cho nên là Khánh Tường năm mới thì Khánh Tường cũng xin được kính chúc tất cả các bạn khán giả của Đi Đu Đi Đâu sẽ có thật nhiều sức khỏe nè, hạnh phúc và thành công bên gia đình của mình cũng như là trong công việc luôn. Và đừng quên tiếp tục theo dõi và ủng hộ Khánh Tường cũng như là ekip thực hiện chương trình Đi Đu Đi Đâu nha. Còn bây giờ thì Khánh Tường xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng năm mới.